hôm nay đi học về còn sớm nên là mẹ Dương đã cho các bạn nhỏ đi ra công viên chơi. Đây là công viên Tầm Vu các bạn ạ. À. Công viên này khá là dài, nó dài từ chân cầu Bình Triệu tới chân cầu Kinh luôn. Lúc trước hai bạn Ruby với Vani còn nhỏ thì mẹ Dương vẫn thường hay cho hai bạn đi qua công viên này chơi vì nó ở gần nhà bà ngoại á. Bên kia sông là Thanh Đa kìa các bạn. Công viên này á các bạn, buổi tối nè, họ còn bán cả đồ ăn vặt trên những chiếc xe đẩy nhỏ dọc hết cả con đường này luôn. Mà hầu như là món ăn vặt gì á thì mình thấy cũng có bán hết trơn á. Hôm nay thì mẹ Dương sẽ cho các bạn nhỏ ra đây chơi rồi tiện thể ăn thử vài món ăn vặt ở đây xem như thế nào. Mẹ Dương mua 2 bịch chè chanh 13 ngàn một bịch. Mẹ Dương mua bên đường á, gần nhà thờ Thanh Đa nè. Có cái tiệm của chị Áo Đen á, chị Áo Đen đang đứng ở đó, ngon cực kỳ. Mỗi bịch thì ăn hột chè nướng. Ăn cũng được. Là ra đây ăn cho vui thôi chứ dính cổ rồi. Nó lâu cũng phải cho mấy bạn cuộc đời chứ các bạn. Cái gì gì sushi đúng kiểu cuộc đời luôn á. Wow, trứng gà nướng bạn ơi. Coi như hôm nay là một ngày mẹ Dương cho ba em đi công viên, xong rồi là hoạt động, rồi ăn vặt, ăn bánh chén nè, ăn trứng gà nè, ăn cá viên chiên, xong mẹ Dương còn đang kêu thêm cá viên chiên nữa, là bọn con đi ăn không đủ, rồi mẹ Dương kêu thêm cá viên chiên chiên nước mắm, rồi sau đó sẽ đi ăn tiếp ở dưới khu Thanh Đa nữa. Chơi mẹ hả? Nó đút cho mẹ xong mới lấy lại. Rồi, mẹ Dương mới phải gọi thêm một phần cá viên chiên nữa. À, 2 cây cá viên chiên. Một cây là 4 viên, 5 ngàn một cây. Và đây là 50 ngàn thập cẩm, xà rau muống. Tùm lum hết mà không biết cái gì trong đây. Để ăn thử nha. Có xúc xích nè. Rồi cái này là cái gì ta? Cá viên nè. Và cá đậu đũa nè. Bò viên nè. Cái này chắc tôm quá à. Màu cam. Cho bố nửa cục. Đã có 1 cục à? Không, cái này anh ăn rồi. À, thấy hả? 2 cục rồi. Cái nước này 2-3 cục. Nóng nóng. Hôm nay nhà mẹ Dương có đúng chất là kiểu bụi đời luôn các bạn. Bạn xuống như là dơ hết người rồi. Ăn lê bò lết luôn rồi. Chút về tắm. Mẹ Dương không biết mấy chỗ khác sao chứ cái này thì ăn được. Còn cái cá viên thì bạn Benny nói là cái chỗ đầu tiên ăn ngon hơn cái chỗ thứ hai. À, chỗ này bình thường hả? Ở bên kia chiên các bạn cháy hơn. Cháy hơn nó sẽ thơm hơn. À, bên kia nó có màu vàng, còn bên đây nó màu trắng. Ủa, ăn xong rồi. Ăn nữa. Con qua nói cô bán con đi. Cô cho bên đây 10 ngàn. Bên đây tự đi mua. Con tự đi mua. Hay là cô ơi, bán cho con 2 cây cá viên chiên. Cho con đi. Hai chén nhận đi. Lần đầu tiên cho hai bạn tự đi mua đi. Lần đầu tiên hai bạn tự đi mua đồ. Đây xúc xích nè. Nóng á.
Vậy là một buổi chiều đi trải nghiệm đồ ăn vặt của gia đình Phương Phương đến đây là đủ rồi các bạn ạ. Nếu mà các bạn có rảnh nha, thì có thể chạy qua bên khu vực này để khám phá vào buổi tối á. Buổi tối ở đây là bao đông vui luôn nha. Thôi, video của gia đình mình đến đây là tạm dừng thôi. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui,